Megatron giờ là công cụ của Unison, dần hiểu ra mục tiêu của Unison không phải là cai trị Cybertron, mà là tiêu diệt Zemurt, cội nguồn sự sống của hành tinh này. Việc đó sẽ không chỉ chấm dứt Cybertron mà còn đe dọa đến sự tồn vong của toàn vũ trụ. Góp cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cybertron được phục hồi sau vô số tổn thất với cuộc chiến tàn khốc, trở thành một thế giới sống động, đầy kỷ niệm về những chiến binh ngã xuống để mang lại hòa bình. Optimus Prime, trong một buổi lễ trang trọng, bày tỏ lòng biết ơn và vinh danh các anh hùng hy sinh, nhấn mạnh rằng Cybertron ngày hôm nay là kết quả của lòng quả cảm cùng với ý chí bất khuất của họ. Nhưng trong khi buổi lễ diễn ra trên Cybertron, tại một góc tối sâu thẳm dưới đáy đại dương trái đất, một thế lực đen tối cũng đang trỗi dậy. Unison, kẻ hủy diệt cổ xưa, đánh thức Megatron từ sự lãng quên, dù Megatron bối rối vì tia lửa của hắn không hợp nhất với Onpak. Unison tiết lộ rằng việc Megatron sử dụng Dark Energon đã phá hủy khả năng đó với âm mưu mới của mình. Unison quyết định định hình lại cơ thể Megatron thành một chiến binh mạnh mẽ hơn, chiếm đoạt hắn và phóng mình lên bầu trời như một cơn ác mộng sống dậy. Trong khi đó, Optimus tổ chức một nghi thức để chính thức phong Bumblebee thành chiến binh thực thụ của Cybertron, ghi nhận sự dũng cảm, kiên định của anh chàng nhỏ bé nhưng không hề yếu đuối này. Optimus cũng tuyên bố rằng anh với Quellzek sẽ lên đường tìm kiếm Onpak bị thất lạc từ thời đại chiến. Nhưng không ai biết rằng trong bóng tối, Unison cùng Megatron mới đã chuẩn bị một âm mưu kinh hoàng. Megatron giờ là công cụ của Unison. Dần hiểu ra mục tiêu của Unison không phải là cai trị Cybertron, mà là tiêu diệt Zemurt, cội nguồn sự sống của hành tinh này. Việc đó sẽ không chỉ chấm dứt Cybertron mà còn đe dọa đến sự tồn vong của toàn vũ trụ. Trên Cybertron, các Autobots vẫn đang cố gắng xây dựng lại. Nhưng không may, Asi với Bullhead nhận ra rằng họ không thể xác định được vị trí của Tazim và Shockwave. Knockout giờ là tù nhân của Autobot, ngầm thương lượng với Bumblebee, tiết lộ thông tin về các Decepticon còn lại để hy vọng được tha thứ. Ultramanus và Mokjin tuần tra qua biển rút, giờ được khôi phục thành một thành phố sống động. Tại đây, họ bất ngờ chạm trán với hai kẻ thù mới đầy nguy hiểm, Ducktail với Kailin, những Zedacon đầy hung hãn. Mặc dù dũng cảm, hai Autobot đã không thể chống lại sức mạnh của các Zedacon, phải rút lui sau khi Ultramanus bị thương nặng. Buộc ra chép phải lên Cybertron để chữa trị cho anh. Ở một góc khác của thiên hà, Optimus và Quellzek lần theo dấu vết Onpak đến The Tacopi. Không muốn đặt đồng đội của mình vào tình thế nguy hiểm, Optimus quyết định tiếp tục nhiệm vụ một mình với ý chí không lay chuyển. Trong lúc đó, Bumblebee với nhóm Autobot khác tìm thấy Zedaking ở một nghĩa trang cổ của Zedacon. Bumblebee cố gắng thương lượng một thỏa thuận hòa bình, nhưng Zedaking từ chối vì vẫn chưa quên các tổn thất mà các Autobot đã gây ra cho đồng đội của hắn. Để đối phó với tình hình, nhóm Autobot quyết định tiến về Dark Maw, căn cứ cũ của Megatron, với hy vọng tìm thấy thông tin quan trọng về các phòng thí nghiệm của Shockwave. Từ những gì Knockout tiết lộ, phòng thí nghiệm hiện tại của Shockwave được ẩn giấu trong đống đổ nát của khu giải trí cũ, nơi hắn đang âm thầm theo đuổi thí nghiệm về Zedacon. Tazim đến phòng thí nghiệm với một khúc xương Zedacon quý giá, hào hứng với các khả năng mới mà nó có thể mang lại. Nhưng chỉ một lát sau, Ducktail và Kailin trở về, cười cợt sau cuộc ẩu đả gần đây của họ. Tazim nhận ra sự bất cẩn của cả hai khi vô tình lộ diện trước Autobot, nổi giận vì lợi thế duy nhất của họ, yếu tố bất ngờ, giờ bị hủy hoại. Trong khi đó, ở The Tacopi, Optimus Prime cuối cùng đã tìm thấy thùng chứa Onpak, nhưng anh phải đối mặt với một thử thách mới khi một cơn bão plasma đáng sợ ập đến gần. Thời gian trở nên cấp bách, Optimus phải nhanh chóng lấy lại Onpak trước khi cơn bão đến. Trong lúc đó, tại Dark Maw, Autobot đang cố gắng trích xuất thông tin từ máy tính thì bất ngờ Unison trong cơ thể Megatron xuất hiện và công khai quyền kiểm soát của hắn đối với thủ lĩnh Decepticon. Autobot ngay lập tức nhận ra rằng họ không thể đối đầu trực diện với thực thể hủy diệt này nên quyết định tìm đường thoát. Tuy nhiên, đường lui của họ bị chặn lại bởi một hố nấu chảy sâu hun hút. Một vụ nổ mạnh mẽ từ Unison khiến Bullhead, Asi, Mokjin rơi vào nguy hiểm, treo lơ lửng trên bờ vực diệt vong. Bumblebee dũng cảm giữ chân Unison đủ lâu để ra chết kích hoạt giao dai, tạo cơ hội thoát thân cho nhóm ở một nơi khác trong không gian. Optimus đã kịp thời thu hồi Onpak, trở lại tàu Ironview ngay trước khi cơn bão plasma ập đến. Dù bị va chạm với một tiểu hành tinh do sự hỗn loạn từ bão gây ra, nhóm Autobot đã thành công rút lui. Trên tàu chiến, Bumblebee cố gắng liên lạc với Optimus để báo cáo tình hình nguy cấp, nhưng thiệt hại nặng nề của Ironview khiến Optimus không thể phản hồi, gây thêm lo lắng cho các Autobot về kế hoạch của Unison tiêu diệt toàn bộ Cybertron. Trong lúc đó, Bumblebee thông báo cho Zedaking về dấu vết của Ducktail và Kailin, thúc đẩy Zedaking lập kế hoạch trả thù. Anh phát đi tín hiệu bằng một cột lửa khổng lồ để thu hút cặp đôi này, nhưng kẻ đáp lại đầu tiên lại là Unison. Với một ý định bất ngờ, Megatron hiện đang bị Unison kiểm soát, hy vọng rằng nếu cơ thể anh bị tàn phá trong trận đấu với Zedaking, Unison sẽ mất đi công cụ của mình, giúp Megatron tự do. Tuy nhiên, Unison dễ dàng hạ gục Zedaking, sau đó xâm nhập tâm trí anh để khám phá ra nơi chôn cất bí mật của các Zedacon ở khu vực nghĩa trang. Tazim, Ducktail, Kailin đã đến trước và triệu hồi Shockwave để giúp thu thập những mảnh xương cổ đại. Nhưng khi Unison bất ngờ xuất hiện, Tazim sững sờ ngỡ rằng mình đang đối diện với Megatron. Tuy nhiên, Unison sửa lại, lạnh lùng gạt anh ta sang một bên. Ducktail và Kailin liều lĩnh tấn công nhưng cũng không thể đối phó nổi sức mạnh hủy diệt của hắn. Sau khi dễ dàng hạ gục chúng, Unison sử dụng sức mạnh tối cao để hồi sinh các mảnh xương Zedacon thành một đội quân tơ do con hùng dữ. Trong sự hỗn loạn, Tazim tháo chạy trong khi Shockwave cố gắng chiến đấu nhưng nhanh chóng bị áp đảo bởi bầy tơ do con đang dâng trào từ mọi hướng. Autobot, với sự giúp đỡ của máy tính trên tàu chiến,
đã xác định vị trí của Unison bằng cách theo dõi sự tích tụ lớn của Dark Energon quanh khu vực chôn cất cổ xưa. Tại đây, họ nhận ra mục tiêu của Unison dẫn quân đoàn Terzokon về giếng của tất cả tia lửa để tiêu diệt sự sống trên Cybertron mãi mãi. Ngay lập tức, họ quyết định dùng tàu chiến để bảo vệ giếng, sau đó lên kế hoạch tác chiến. Zajet và Ultramanus được thả xuống một vị trí an toàn gần đó, trong khi Mokjin quay về để thu thập các di vật quan trọng nhằm hỗ trợ cuộc chiến. Cùng lúc đó, Tazim lén lút xuất hiện trên tàu, lợi dụng cơ hội để giải thoát những Decepticon bị giam giữ. Hắn cùng với đồng bọn cố gắng giành quyền kiểm soát tàu, bất ngờ Knockout quyết định phản bội Tazim. Anh sử dụng bộ dịch pha để đoạt lấy Immobilizer, xong hạ gục Tazim bằng chính vũ khí đó, vô tình phá hủy cả Immobilizer trong quá trình này. Zedakin bị sốc khi thấy nghĩa trang của tổ tiên bị xúc phạm và phá hủy, khẳng định quyền lãnh đạo bằng cách chiến đấu với Kailin với Dactel. Nhưng ngay khi căng thẳng lên đến đỉnh điểm, Shockwave xuất hiện, đề xuất rằng thay vì tranh giành nhau, họ nên hợp lực để đối phó với mối đe dọa lớn hơn đoàn quân của Unison. Trên không trung, Autobot mở cuộc tấn công từ tàu chiến, khai hỏa vào đội quân Terzokon đang tiến về phía giếng của tất cả tia lửa. Tuy nhiên, quân đoàn quái vật nhanh chóng bay lên, đổ dồn vào tàu chiến. Đúng lúc này, Zedakin và các Zedakon khác xuất hiện để trợ chiến. Dù đã chiến đấu dũng mãnh, tàu chiến Autobot không thể chịu đựng nổi cơn mưa hỏa lực tập trung từ Terzokon, song bị bắn hạ. Autobot thoát ra khỏi tàu chiến khi nó rơi. Zedakin yêu cầu họ để lại cuộc chiến với đội quân Terzokon cho các Zedakon xử lý. Đội quái thú chỉ có thể làm chậm đà tiến của đoàn quân đen tối. Terzokon vẫn tiếp tục tiến đến giếng của tất cả tia lửa. Ở phía xa, Unison cảm nhận được sự hiện diện của Onpak khi tàu Ironview quay trở về Cybertron. Quyết định đối đầu, Optimus nhảy khỏi tàu để tấn công trực diện Unison. Nhưng trước khi anh kịp tiếp cận, Unison bắn hạ tàu và buộc Optimus phải chống lại hắn giữa không trung. Optimus cố gắng hết sức để chống lại sức mạnh khủng khiếp của Unison, chỉ thoát chết khi Bumblebee với găng tay phân cực lao vào kịp thời để cản đòn chí mạng của hắn. Optimus ngay sau đó di chuyển đến chỗ Bullhead với Axie, nơi họ đang giúp Quelzec thoát khỏi xác tàu Ironview. Họ cùng nhau bảo vệ Onpak. Unison nhanh chóng thoát khỏi sự kìm kẹp của găng tay và truy đuổi Optimus, bắn hạ anh để giành lấy thùng chứa Onpak. Unison mở thùng chứa Onpak với ý định hấp thụ nó, nhưng lại kinh ngạc khi thấy bên trong hoàn toàn trống rỗng. Trong khoảnh khắc hoang mang đó, sức mạnh của Onpak phản kháng, kéo linh hồn hủy diệt của Unison ra khỏi cơ thể Megatron và giam giữ hắn vào trong một vùng không gian khác, nơi hắn không thể gây hại thêm. Khi mối liên kết giữa Unison với Megatron bị cắt đứt, đội quân Terzokon nhanh chóng tan rã trước khi có thể tiếp cận lõi của Cybertron. Sau vụ tai nạn, Tazim may mắn thoát khỏi phòng giam và đáp xuống mặt đất. Hắn vội vàng chào đón Megatron, tin rằng thủ lĩnh của mình đã quay trở lại từ cõi chết để một lần nữa lãnh đạo Decepticons. Tuy nhiên, Megatron, sau những trải nghiệm đau đớn khi bị Unison kiểm soát, thay đổi sâu sắc. Giờ đây, hắn nhận ra mình không còn khát vọng thống trị hay khao khát quyền lực, tuyên bố chấm dứt Decepticon, bất chấp sự phản đối kịch liệt từ Tazim. Trong cú sốc ngỡ ngàng, Megatron rời đi, để lại một Decepticon tan rã, không rõ đích đến của mình. Trong lúc đó, Tazim, thất vọng và đầy tham vọng, tìm đến pháo đài Dark Maw, quyết định tự mình bước vào vị trí thủ lĩnh, tái lập đế chế Decepticon. Nhưng tham vọng của hắn nhanh chóng bị dập tắt khi các Zedakon, với những mối thù xưa chưa được giải quyết, tìm đến để đối đầu và đòi lại công lý. Tại giếng của tất cả tia lửa, Optimus Prime tập hợp các Autobot lại, tiết lộ kế hoạch cuối cùng của mình. Để đánh bại Unison, anh buộc phải truyền toàn bộ Onpak vào ma trận lãnh đạo bên trong mình. Điều này đồng nghĩa với việc tia lửa của chính anh giờ đây đã hợp nhất với vô số tia lửa khác bên trong ma trận. Và để Onpak có thể trở về với giếng, Optimus phải hy sinh chính mình, hợp nhất tia lửa của anh với lõi của Cybertron. Mặc cho các Autobot phản đối, Optimus khẳng định rằng đây là cách duy nhất, rằng kỷ nguyên của các Prime đã khép lại. Anh truyền đạt niềm tin rằng các nhà lãnh đạo mới sẽ vươn lên không phải nhờ những quyền năng hay báu vật cổ xưa, mà nhờ lòng can đảm với phẩm chất của hành động. Optimus Prime nhìn các đồng đội của mình lần cuối, rồi anh bay vào giếng, hy sinh bản thân để khôi phục Onpak và hồi sinh Cybertron. Khi tia lửa của anh hợp nhất với giếng, vô số tia lửa được giải phóng, tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời Cybertron, đánh dấu sự khởi đầu của một thời đại mới cho hành tinh cùng với các Autobot. Nếu thấy hay, hãy để lại một like, share và nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo video mới sớm nhất.